Hãng thông tấn TASS dẫn thông tin từ Bộ Quốc phòng Nga rằng quân đội nước này đã thực hiện 48 cuộc tấn công chính xác vào các cơ sở năng lượng và công nghiệp quân sự, các khu vực triển khai quân đội và lính đánh thuê của Ukraine trong tuần qua. Tất cả các mục tiêu được chỉ định đã bị tiêu diệt, theo tuyên bố của Bộ Quốc phòng Nga. Tại thành phố Kupiansk, tỉnh Kharkiv, lực lượng Nga cải thiện vị trí tiền tuyến và đẩy lùi bốn cuộc phản công của quân đội Ukraine. Theo Bộ Quốc phòng Nga, tổn thất của Ukraine tại khu vực này trong tuần qua lên tới hơn 380 binh sĩ, 3 xe tăng, 9 thiết giáp, 17 xe cơ giới, 2 bệ phóng tên lửa đa năng Uragan và Grad và 8 khẩu pháo dã chiến. Ở Donetsk, lực lượng Nga giành được các vị trí thuận lợi và đẩy lùi 23 cuộc phản công của quân đội Ukraine gây tổn thất cho đối phương hơn 3.000 binh sĩ trong tuần. Ngoài ra, quân Nga cũng phá hủy 3 xe tăng, 11 thiết giáp, 51 xe cơ giới, 47 pháo giã chiến, 8 trạm tác chiến điện tử và cùng nhiều khẩu pháo của đối phương trong khoảng thời gian từ ngày 6 đến ngày 12 tháng 4. Tại thành phố Abdipka Donetsk, Nga đã tuyên bố tiến sâu vào hàng phòng ngự của đối phương và đẩy lùi 65 cuộc phản công của quân đội Ukraine. Các cuộc tấn công của Nga khiến Ukraine mất hơn 2.130 binh sĩ, 6 xe tăng, 24 thiết giáp, 51 ô tô và 22 khẩu pháo dã chiến chỉ trong một tuần. Ở khu vực phía nam Donetsk, Nga cho biết thiệt hại của Ukraine trong tuần lên tới hơn 840 binh sĩ, 2 xe tăng, 2 thiết giáp, 25 xe cơ giới và 11 khẩu pháo dã chiến. Lực lượng Nga cũng tấn công 7 lữ đoàn quân đội Ukraine ở tỉnh Kherson, loại khỏi vòng chiến đấu 335 binh sĩ cùng nhiều khí tài của đối phương, theo Bộ Quốc phòng Nga. Trong tuần, Nga tuyên bố bán hạ 1.712 UAV, một tên lửa Neptune, 12 quả bom thông minh Hammer và ZDM, 25 rốc kết của Ukraine. Ngoài ra, 21 binh sĩ Ukraine đầu hàng quân Nga trong tuần qua. Tuy nhiên, Nga cũng cáo buộc Ukraine pháo kích vào tỉnh Luhansk khiến một người thiệt mạng và 6 người bị thương. Tỉnh trường Benkodot của Nga là ông Vyacheslav Gladkov cho biết trên Telegram rằng UAV Ukraine ngày 12 tháng 4 tấn công một tòa nhà ở tỉnh này. Vụ tấn công khiến mặt tiền của tòa nhà hư hại và làm hai người bị thương. Hãng thông tấn Ukraineform dẫn thông tin từ Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine rằng trong ngày 12 tháng 4, lực lượng phòng vệ Ukraine đẩy lùi hơn 67 cuộc tấn công của Nga ở 5 khu vực, trong đó có 24 cuộc tấn công vào thành phố Bakhmut, tỉnh Donetsk. Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine cho biết có tổng cộng là 81 trận giao tranh xảy ra trong 24 giờ qua. Trong ngày không quân Ukraine tấn công 12 khu vực tập trung nhân lực, vũ khí và thiết bị quân sự cũng như 4 hệ thống tên lửa phòng không của đối phương. Ngoài ra, các đơn vị phòng không Ukraine phá hủy một tên lửa hành trình KH59 của Nga. Lực lượng tên lửa Ukraine tấn công hai hệ thống phòng không và một trạm tác chiến điện tử của Nga. Theo Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine, Nga vào ngày 12 tháng 4 tiến hành hai cuộc tấn công tên lửa, 72 cuộc không kích và 116 lần khai hỏa các hệ thống pháo phản lực bắn loạt là MLRS vào các vị trí của lực lượng phòng vệ Ukraine và các khu vực đông dân cư. Các cuộc tấn công của Nga gây ra một số thương vong cho dân thường, khiến nhiều nhà dân và cơ sở hạ tầng dân sự khác bị phá hủy hoặc hư hại nặng nề. Ukraine Farm dẫn thông tin từ cơ quan dịch vụ khẩn cấp nhà nước Ukraine rằng Nga ngày qua pháo kích thành phố Konstantinivka, Donetsk, khiến 3 người bị thương và một tòa nhà bốc cháy. Văn phòng công tố tỉnh Kharkiv cho biết cuộc tấn công của quân Nga vào làng Kupyans, Vulovdi ở tỉnh này vào ngày 12 tháng 4 khiến một người chết và hai người bị thương. Chính quyền quân sự tỉnh Sumy cũng báo cáo về một cuộc không kích vào cơ sở hạ tầng dân sự ở thành phố Sumy khiến 3 người bị thương do những cách tiếp cận trong kế hoạch quân sự, kế hoạch phản công mới của Ukraine chắc chắn sẽ kết thúc trong thảm họa hoàn toàn và sẽ là thất bại cuối cùng của Ukraine, là sự khởi đầu của một tiến trình hòa bình theo điều kiện của Nga. Sputnik vào ngày 11 tháng 4 dẫn cảnh báo của một quan chức cấp cao trong Bộ Quốc phòng Nga. Quan chức này cho rằng Ukraine đang tìm cách lấp đầy sự thiếu hụt nhân sự khổng lồ của quân đội bằng luật huy động quân mới Quốc hội Ukraine hôm 11 tháng 4 thông qua dự luật huy động tân binh nhằm tuyển thêm hàng trăm nghìn quân tiếp viện cho quân đội. Theo đó, dự luật giảm độ tuổi động viên từ 27 xuống 25. Dự luật cũng bảo quy định cho giải ngũ đối với binh sĩ sau 36 tháng phục vụ trong quân đội, bao gồm 18 tháng ở tiền tuyến. Luật này được thúc đẩy bởi yêu cầu từ Bộ Chỉ huy Quân sự dưới thời cựu Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine Valery Zaludny. Hồi đầu năm nay, trước khi bị mất chức, ông Zaludny cho rằng Ukraine cần tới 500.000 tân binh. Ukraine đang phải đối mặt với nhiều thách thức khi thiếu hụt cả nguồn nhân lực và vũ khí. Mặc dù vậy, trả lời phỏng vấn báo biểu của Đức trong tuần này, Tổng thống Ukraine Zelensky cho biết, Ukraine đã lên kế hoạch cho một cuộc phản công mới. Kế hoạch này phụ thuộc lớn vào việc Mỹ nối lại viện trợ, cũng như phương Tây hỗ trợ Ukraine tăng cường năng lực sản xuất quốc phòng. Ông tin rằng với công nghệ quân sự của phương Tây, cuộc phản công mới của Ukraine sẽ đánh bại Nga. Hiện tại, Ukraine chủ yếu lui về phòng thủ để hạn chế tổn thất từ các đợt tấn công quy mô lớn của Nga. Một tướng cấp cao của Mỹ cho biết quy mô quân đội hiện nay của Nga thậm chí lớn hơn thời điểm trước khi xung đột ở Ukraine nổ ra. Phát biểu trước Ủy ban Quân vụ Hạ viện Mỹ vào ngày 10 tháng 4, ông Christopher Cavoli, tư lệnh các lực lượng NATO tại châu Âu cho biết, Nga đang tái lập lực lượng nhanh hơn nhiều so với ước tính ban đầu của chúng tôi. Quân đội Nga hiện nay có quy mô lớn hơn 15% so với thời điểm bắt đầu xung đột ở Ukraine. Ông nói thêm, trong hai năm qua, lực lượng Nga trên tiền tuyến đã tăng từ 360.000 người lên 470.000 người. Theo ông Cavoli, Nga đang tuyển khoảng 30.000 quân nhân mỗi tháng. Tướng Cavoli giải thích, quân đội Nga đang phát triển, một phần vì nước này đã bắt đầu đợt nhập ngũ mùa xuân, nhưng năm nay Moscow còn cung cấp cho các tân binh lựa chọn ký hợp đồng. Việc quân đội Nga tiếp tục mở rộng sau hai năm xung đột, bất chấp tổn thất, cho thấy thách thức không nhỏ đối với Ukraine. Quân đội vốn bị áp đảo cả về nhân lực, vũ khí và đạn dược. Ông Cavoli cho biết, kể từ khi xung đột nổ ra đến nay, Nga đã mất khoảng 10% lực lượng không quân, hơn 2.000 xe tăng hạm đội Biển Đen của Nga cũng chịu tổn thất lớn do các cuộc tập kích bằng tên lửa, máy bay không người lái và xuồng tự sát của Ukraine. Ông ước tính trong vài năm tới, số lượng lính nghĩa vụ ở Nga có thể lên tới 2 triệu người. Chỉ huy lực lượng đồng minh NATO ở châu Âu, tướng Mỹ Christopher Cavoli đã cảnh báo rằng nếu không có sự hỗ trợ của Mỹ cho Ukraine, lợi thế pháo binh của Nga trên chiến trường sẽ còn tăng hơn nữa. Tại cuộc họp của Ủy ban Quân vụ Hạ viện Mỹ, tướng Cavoli cho biết hiện nay Nga cứ bắn 5 quả đạn pháo thì lưu lượng Ukraine có thể bắn trả một quả. Ông cảnh báo tỷ lệ không cân xứng có thể tăng lên 10 trên 1 trong những tuần tới. Nếu một bên có thể bắn và bên kia không thể bắn trả, bên nào không thể bắn trả sẽ thua, vì vậy tiền cược rất cao. Năm nay, họ rất phụ thuộc vào chúng tôi và nếu không có sự hỗ trợ của chúng tôi, họ không thể thắng, ông nói thêm. Vị tướng hàng đầu của Mỹ trong liên minh cũng cảnh báo rằng nếu không có thêm sự hỗ trợ của Mỹ, Ukraine sẽ nhanh chóng hết đạn pháo và hệ thống phòng không. Quốc hội Mỹ đã không thể thông qua nguồn tài trợ bổ sung cho viện trợ quân sự của Ukraine kể từ mùa thu năm ngoái do những bất đồng về chính sách nhập cư cũng như áp lực từ các đảng viên Cộng hòa cực hữu đối với Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson. Giữa cuộc tranh cãi kéo dài nhiều tháng tại Quốc hội, ông Johnson tuyên bố rằng gói viện trợ dành cho Ukraine sẽ có một số đổi mới quan trọng, bao gồm cả khả năng phân bổ hỗ trợ theo phương thức cho vay. Tuy nhiên, sự tranh cãi giữa các thành viên Đảng Cộng hòa tại Hạ viện có thể khiến các quyết định tài trợ được chờ đợi từ lâu để hỗ trợ Ukraine và các đồng minh khác lại bị trì hoãn một lần nữa. Theo trang Defense Express vào ngày 12 tháng 4, KH-69 cho phép Nga phá hủy hoàn toàn nhà máy nhiệt điện Chinpiska lớn nhất của Kiev. Kết luận trên bắt nguồn từ các mảnh KH-69 được tìm thấy. Tại hiện trường, các nguồn thạo tin khẳng định – Kh-69 là tên lửa hành trình cận âm được thiết kế cho máy bay chiến thuật như Su-34, Su-35 và Su-57. Dữ liệu thực trên chiến trường cho thấy Kh-69 có thể còn nguy hiểm hơn cả tên lửa siêu thanh Kh-47M2 Kinzhan. Theo giới quan sát, đây không phải là lần đầu tiên Nga sử dụng Kh-69 để tấn công Ukraine. Tên lửa này từng được sử dụng vào tháng 2 bên cạnh những đợt cá biệt vào năm 2023, theo Viện Nghiên cứu Khoa học Giám định Pháp y Kiev. Hệ thống dẫn đường của KH-69 tương tự hệ thống của tên lửa hành trình X-101. Hệ thống dẫn đường vệ tinh với anten Cometa M chống nhiễu cũng như quán tính. Đặc điểm chính của KH-69 là khả năng bay cực thấp ở độ cao 20 m thấp hơn cả tên lửa hành trình KH-101. Mặc dù không có vận tốc bay và khả năng mang đầu đạn lớn như tên lửa siêu thanh KH-47 M2 Kinzan, KH-69 được đánh giá là nguy hiểm hơn đối với Ukraine. Thứ nhất, đợt tấn công hiệu quả nhằm vào nhà máy nhận điện Chinpisca cho thấy khả năng của Kh-69 trong việc xuyên thủng hệ thống phòng không vốn đang đối sức của Ukraine. Thứ hai, được triển khai từ Su-34, Su-35 hay Su-57, những đợt tấn công sử dụng Kh-69 khó bị phát hiện hơn so với những đợt tấn công quy mô lớn sử dụng máy bay ném bom chiến lược Tu-95MS và MiG-31K. Điều này không đồng nghĩa là KH-69 chỉ có thể được sử dụng trong các đợt tập kích nhỏ lẻ. Sử dụng lượng lớn Su-34, Su-35 hay Su-57, Moscow có thể ô ạt nã KH-69 vào các mục tiêu, nhất là khi tên lửa này có tầm bắn lên đến 400 km. Trong khi đó, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov vào ngày 11 tháng 4 chỉ trích Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, người dọa tấn công cơ sở hạ tầng dân sự Nga, bao gồm cầu Crimea, một ngày trước đó, công ty truyền thông Asen Springe của Đức công bố đoạn video phỏng vấn Tổng thống Zelensky. Trong đó, Tổng thống Zelensky khẳng định với Asen Springe rằng ông và chính phủ Ukraine thực sự muốn phá hủy cơ sở hạ tầng Nga. Đặc vụ Ukraine đã tiến hành hai vụ đánh bom lớn nhằm vào cầu Crimea, theo RT. Đã có nhiều bài viết nói về việc Nga sử dụng bom lượn ở Ukraine. Đây là vũ khí cho phép bên tấn công ném bom đối phương trong khi vẫn nằm ngoài tầm hoạt động của các hệ thống phòng thủ sau khi Thế chiến 2 cho thấy vai trò quyết định của không lực cũng như là việc làm giảm thương vong cho lực lượng tấn công đã dẫn đến nhu cầu với các loại đạn dược có thể nhắm vào mục tiêu từ máy bay chiến đấu, tàu chiến, tàu ngầm hoặc các bệ phóng trên mặt đất cách xa chiến trường. Về cơ bản, bom lượn là những quả bom tiêu chuẩn được điều chỉnh bằng cách thêm cánh giữ ổn định và các thiết bị dẫn đường để có thể loại bỏ các mục tiêu được chỉ định. Vào tháng 3 năm 2023, chiến đấu cơ Su-35 của Nga đã được trang bị để phóng bom lượn FAB-500M62 với bộ cánh mở rộng tầm hoạt động lên 70 km. Điều này cho phép các máy bay chiến đấu của Moscow nhắm vào các mục tiêu ở Ukraine, trong khi hạn chế tối đa rủi ro từ các hệ thống phòng không của Ukraine bằng cách tiến hành các cuộc tấn công dồn dập. Hệ thống phòng không tốt nhất của Ukraine với tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ sản xuất có tầm hoạt động lên tới 145 km và có thể phá hủy chiến đấu cơ của Nga trước khi chúng thả bom. Tháng 2 năm 2024, phòng không Ukraine tuyên bố đã bắn hạ 13 chiến đấu cơ Nga trong nhiều ngày. Tuy nhiên, điều này đồng nghĩa với việc Ukraine phải triển khai tổ hợp Patriot đủ gần để tấn công mục tiêu. Kết quả là tên lửa Iskander của Nga đã phá hủy ít nhất hai bệ phóng Patriot quý giá của Ukraine. Qua đó, Kiev phải rút các hệ thống phòng không của mình ra xa tiền tuyến. Alexander Kovalenko, một nhà phân tích quân sự Ukraine cho biết, bom lượn cho phép Nga không cần tiến vào khu vực của các hệ thống phòng không của chúng tôi mà vẫn có khả năng tấn công các lực lượng và các thành phố. Trên thực tế, Nga đã sử dụng khoảng 3.500 quả bom lượn dẫn đường trong năm nay, tăng 1.600% so với năm 2023. Các vũ khí của Nga trong đó có bom lượn FAB 1500 được điều chỉnh đang gây ra tổn thất nghiêm trọng cho Kharkiv, thành phố lớn thứ hai của Ukraine cũng như các thị trấn tiền tuyến như Sumy nơi bị tấn công dữ dội trong những tuần gần đây. FAB 1500 là bom lượn lớn nhất được Nga triển khai hiện nay ở Ukraine. Việc sử dụng hàng loạt những quả bom lượn phóng và quên đang giúp Nga tiến công và trở thành mối đe dọa trung tâm với Ukraine trên tiền tuyến. Theo một báo cáo của chính phủ Ukraine, các vũ khí được phóng từ chiến đấu cơ này đóng vai trò quan trọng trong việc phá hủy áp Dipka ở phía đông cũng như việc Nga kiểm soát được thành phố. Các nhà phân tích Ukraine cho biết Nga sử dụng bom lượn để nhắm vào các mục tiêu trên tiền tuyến, hạn chế tối đa khả năng các chiến đấu cơ bị phòng không Ukraine tấn công. Chỉ trong một tuần, từ ngày 26 tháng 2 đến ngày 3 tháng 3, Nga đã sử dụng hơn 500 quả bom lượn. Lực lượng không quân Nga dường như đã đóng vai trò quan trọng trong việc thay đổi vị thế chiến trường theo hướng có lợi cho Moscow trong những tháng gần đây giữa bối cảnh Ukraine đang thiếu hệ thống phòng không. Một báo cáo từ Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế cảnh báo Nga đang sử dụng bom lượn và đạn tấn công trực tiếp với số lượng lớn để áp đảo hệ thống phòng không Ukraine. Dĩ nhiên, Ukraine cũng sử dụng bom lượn, chẳng hạn như bom tấn công trực diện phối hợp, gọi tắt là ZDAM, nhưng việc cung cấp chúng hiện đang bị hạn chế. John Foreman, cựu tùy viên quốc phòng Anh tại Nga cho rằng FAB không bằng JDAM nhưng chúng rẻ hơn và có số lượng lớn hơn nhiều. Justin Brown, học giả cấp cao tại Viện Các Quân Chủng Thống Nhất Hoàng gia Anh, gọi tắt là Rusi, tin rằng Nga hiện có khả năng sản xuất các bộ kit bom lượn cho dòng bom FAB lớn hơn khả năng Ukraine tái trang bị các hệ thống tên lửa đất đối không. Do đó, việc bắn hạ trực tiếp chúng không phải là một chiến lược lâu dài chiến lược hiện tại của Nga đồng nghĩa với việc Kiev cần đảm bảo các hệ thống phòng không tầm xa hơn. Tuần trước, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky khẳng định công khai rằng nếu Nga tiếp tục tấn công Ukraine mỗi ngày, theo cách họ làm vào tháng trước, chúng tôi có lẽ sẽ cạn kiệt tên lửa và các đối tác của chúng tôi biết điều đó. Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba cũng kêu gọi phương Tây hỗ trợ thêm tên lửa Patriot. Trong năm qua, Moscow chuyển sang tăng cường sử dụng bom lượn. Những vũ khí này cho phép họ dự trữ kho tên lửa phóng từ trên không và giảm thiểu tối đa việc sử dụng bom sắt rơi tự do có thể khiến các phi công gặp rủi ro. Một bài báo gần đây từ Vận nghiên cứu chiến lược quốc tế kết luận Kiev bị đe dọa khi mà cuộc xung đột tiêu hao trên không ngày càng có lợi cho Nga giữa bối cảnh Ukraine không nhận được sự hỗ trợ đầy đủ từ Mỹ và đồng minh. George Barros, nhà phân tích quốc phòng tại Viện Nghiên cứu Chiến tranh, đánh giá, khi phòng không Ukraine bị hạn chế, Nga đã điều các chiến đấu cơ tiến hành các cuộc tấn công bằng bom lượn. Nếu Ukraine có hệ thống phòng không tốt hơn, họ có lẽ có thể ngăn cản việc đối phương sử dụng bom lượn bằng cách buộc các chiến đấu cơ phải ở xa tiền tuyến. Lần đầu tiên, hệ thống pháo phòng không và tên lửa đất đối không Panzer được triển khai trên tàu hải quân của Nga bắn hạ tên lửa hành trình đầu của quân đội Ukraine ngày 7 tháng 4, ông Oleg Riassanzev, giám đốc công ty cổ phần quốc phòng Hypersonic Systems, Systems thuộc tập đoàn quốc phòng Rostec của nga, đã xác nhận lần đầu tiên sử dụng hệ thống phòng không hải quân Panzer m đánh chặn thành công tên lửa hành trình tàng hình Sosha đầu trên chiến trường ukraine. Ông Riassanzev chia sẻ trong cuộc phỏng vấn với Zvezda, kênh truyền hình chính thức của bộ quốc phòng nga. Một tàu chiến nga đang làm nhiệm vụ đã phát hiện và đánh chặn kịp thời tên lửa Sosha đầu ukraine. Đây là lần đầu tiên hệ thống phòng không Pansom giành được thắng lợi trong chiến dịch quân sự đặc biệt. Ông Oleg Ryazantsev cho biết thêm, Storm đầu là mẫu tên lửa hành trình tàng hình, là một loại vũ khí quan trọng mà phương Tây cung cấp và đang được lực lượng Ukraine sử dụng rộng rãi. Tuy nhiên, với thiết kế đặc biệt, hệ thống Panzer có đủ khả năng để chống lại loại mối đe dọa này. Theo Sputnik, ông Ryazantsev không nói rõ chi tiết vụ việc, kể cả thời điểm bán hạ tên lửa Storm đầu và danh tính của chiếc tàu chiến Nga có liên quan tuy nhiên theo các nguồn tin từ phương tây chỉ có tàu tên lửa cỡ nhỏ Tersiklon lớp Karakurt là tàu chiến duy nhất được trang bị hệ thống phòng không Pantsir. Nga phát triển hệ thống Pantsir vào năm 2017 và bắt đầu trang bị trên các tàu chiến đóng mới kể từ năm 2020. Các tàu thuộc dự án 22800 của Tersiklon đã trở thành tàu chiến đầu tiên của hải quân nga được trang bị hệ thống phòng không mới. Hệ thống phòng không hải quân Panzer M do Cục Thiết kế Kỹ thuật Sipunov phát triển vào năm 2017. Panzer -M là biến thể hải quân của hệ thống pháo phòng không kết hợp với tên lửa đất đối không tự hành trên mặt đất Panzer. Hệ thống Panzer M hoạt động theo nguyên tắc giống Panzer trên mặt đất nhưng được trang bị thêm các thiết kế riêng để tối ưu hóa cho các điều kiện hải quân và đối phó với các mối đe dọa trên biển. Phiên bản Panzer-M trang bị cho tàu chiến là hệ thống phòng thủ điểm CIVKS được thiết kế để chống lại các phương tiện tấn công đường không hiện đại như máy bay không người lái UAV, máy bay, tên lửa chống radar, tên lửa chống hạm, tên lửa dẫn đường và các phương tiện khác của đối phương. Những tên lửa của hệ thống Panzer-M có thể tấn công các mục tiêu ở cự ly lên tới 20 km và ở độ cao 15 km. Ngoài ra, Panzer-M cũng có khả năng tấn công các mục tiêu trên mặt nước, bao gồm tàu thuyền và thủy lôi. Panzer M được trang bị 8 tên lửa SAM Hermes gọi tắt là Hermes ở hai bên của hệ thống. Ngoài ra còn có các thiết bị điều khiển, liên lạc và truyền dữ liệu phức hợp được tích hợp. Vũ khí phụ của Panzer M gồm hai pháo xoay AO-18KD-30 x 165mm, cỡ nòng 30mm, tầm bắn lên đến 5km và tốc độ bắn 10.000 phát một phút, có thể chống lại các mục tiêu ở cự ly xa 4km và ở độ cao lên tới 3km. Pháo AO-18KD là một biến thể của pháo tự động phòng không 6K30GSH do Liên Xô chế tạo đã được thử nghiệm và đưa vào sử dụng lần đầu tiên vào giữa năm 1960. Và sơ có thể tiêu diệt cùng lúc 4 mục tiêu với hỏa lực gồm 12 tên lửa và 1.400 viên đạn. Hệ thống phòng không này được trang bị thêm một thiết bị nạp đạn tự động đặt dưới bong tàu. Hiện nay, Panzer M là hệ thống phòng không hải quân duy nhất trên thế giới, kết hợp tên lửa, phá phòng không, sử dụng mô đun chiến đấu và hệ thống điều khiển quang học Tada giúp hệ thống có khả năng tìm kiếm mục tiêu tự động, lựa chọn và bắn mục tiêu có giá trị. Tổ hợp này có thời gian phản ứng từ 3 đến 5 giây và có thể bắn trúng mục tiêu bay với tốc độ lên tới 1.000m một giây. Ngoài ra, Tada mảng pha trang bị trên tàu có khả năng phát hiện mục tiêu ước tính lên tới 75km, hỗ trợ rất tốt cho hệ thống Panzer M phản ứng. Hệ thống phòng không Panzer M có trọng lượng nặng khoảng 7.100 kg, bao gồm cả đạn dược, rất phù hợp để triển khai trên các tàu nhỏ, chẳng hạn như dòng tàu hộ vệ tên lửa dẫn đường Karakurt thuộc dự án 2.800 của Nga có lượng giãn nước 870 tấn. Hải quân Nga có kế hoạch trang bị Panzer -M cho tất cả các tàu chiến mới, từ tàu hộ tống tên lửa đến tàu tuần dương, đồng thời nâng cấp hệ thống này cho các tàu hiện có trong quá trình hiện đại hóa. Theo dự kiến, Panzer M sẽ dần thay thế Kotick là hệ thống SAM pháo tự động kết hợp của Liên Xô. Tuy cũng được trang bị pháo quay AO-18K, nhưng SAM 9M3111 có tầm bắn ngắn hơn, chỉ vào khoảng cách 10 km. Theo Newsweek, trong một đoạn video được FSB công bố hôm 11 tháng 4, một sĩ quan tình báo Nga cho biết, FSB thường xuyên nhận được thông tin về sự tham gia của các cơ quan tình báo phương Tây, chủ yếu là của Anh, trong việc huấn luyện lực lượng đặc nhiệm Ukraine. Đại diện FSB cho hay, chúng tôi đã nhận thấy vai trò giám sát của lực lượng đặc biệt Anh trong phần lớn các hành động phá hoại nhằm vào các tàu của hạm đội Biển Đen của Nga và bán đảo Crimea. Theo FSB, lực lượng Anh đã giúp huấn luyện quân đội Ukraine và cung cấp cho Kiev thiết bị trinh sát cũng như các loại vũ khí và chất nổ mới. FSB không đưa ra bất kỳ bằng chứng nào chứng minh cho tuyên bố của họ về mối liên hệ giữa Anh với các cuộc tấn công của Ukraine. Bộ Quốc phòng Anh hiện chưa bình luận về các cáo buộc trên. Ukraine đã tăng cường các cuộc tấn công nhằm vào Crimea và hạm đội Biển Đen của Nga trong những tháng gần đây, gây tổn thất đáng kể cho lực lượng hải quân của Nga hoạt động ở quanh bán đảo. Ngoài ra, Kiev cũng tấn công các hạ tầng quân sự của Nga ở Crimea, nơi được coi là trung tâm hậu cần để Nga tiếp viện cho chiến dịch quân sự ở Ukraine. Giới chức Ukraine tuyên bố lực lượng của họ đặt mục tiêu phá hủy cầu Crimea nối đất liền Nga với bán đảo trong nửa đầu năm nay. Ông Saps cho biết vũ khí Dragonfly dự kiến sẽ sẵn sàng triển khai trên chiến trường vào năm 2027, có thể thay đổi cán cân lực lượng trong cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine. Theo Bộ Quốc phòng Anh, vũ khí Dragonfly được dự kiến triển khai trên thực địa vào năm 2032, nhưng các nhà khoa học đã đẩy nhanh tiến độ phát triển vũ khí sớm hơn 5 năm so với kế hoạch ban đầu. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Anh hy vọng có thể đẩy nhanh tiến độ hơn nữa để phục vụ quân đội Ukraine. Ông Saps phát biểu tại Trung tâm Nghiên cứu Quân sự Potendau ở Salisbury của Anh. Tôi hy vọng có thể tăng tốc độ sản xuất hệ thống laser Dragonfly trong bối cảnh đang diễn ra hai cuộc xung đột lớn, một trên biển và một ở châu Âu. Loại vũ khí này có thể bắn hạ UAV và đem lại khả năng chiến thắng cho phe sở hữu chúng. Vũ khí Dragonfly sử dụng chùm ánh sáng laser cực mạnh để cắt xuyên mục tiêu có giá khoảng 13 đô la Mỹ một phát bắn. Hiện tại các cuộc tấn công bằng UAV có thể bị đẩy lùi bằng cách bắn những tên lửa đắt tiền có giá lên tới 2 triệu đô la Mỹ mỗi quả. Thế nhưng chi phí vận hành tên laser mới này thường dưới 10 bảng Anh, tương đương 13 đô la Mỹ mỗi lần bắn. Chính phủ Anh tuyên bố tầm bắn được phân loại nhưng vũ khí này có thể tấn công bất kỳ mục tiêu nào có thể nhìn thấy được. Hệ thống Dragonfly là giải pháp thay thế chi phí thấp cho tên lửa và thậm chí là cả súng cối trong việc bắn hạ UAV. Ông Saps cũng cho biết vũ khí này hiện vẫn chưa hoàn thiện, nhưng do thời gian cấp bách nên Anh sẽ buộc phải triển khai vũ khí sớm trên chiến trường. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Anh nói chúng tôi sẽ không đợi đến khi loại vũ khí này đạt tới độ hoàn thiện 99,9%. Chúng tôi sẽ cố gắng hoàn thiện vũ khí tới mức 70% để nhanh chóng phục vụ tiền tuyến, rồi sẽ từ từ hoàn thiện sau. Hiện chính phủ Anh đã thử nghiệm thành công The Dragonfly trên quần đảo Hebrides ngoài khơi bờ biển Scotland hồi cuối tháng 1 năm 2024. Giới chức Ukraine cho biết, quân đội Nga vào ngày 11 tháng 4 triển khai oanh tạc cơ chiến lược Tu-95, tiêm kích mang tên lửa siêu vượt âm MiG-31K, các tổ hợp S-300 và hàng chục máy bay không người lái UAV Gerdan-2 để không kích miền Bắc, miền Đông và miền Nam nước này. Một số tên lửa mang theo đầu đạn nặng tới nửa tấn. Nga đã phóng 24 tên lửa hành trình dòng KH, 6 tên lửa siêu vượt âm Kinzhan, 12 tên lửa S-300 và 40 UAV Gerdan. Nga gần đây áp dụng chiến thuật tấn công bằng UAV và nhiều loại tên lửa cùng lúc với mục đích tăng áp lực làm phòng không Ukraine quá tải. Phòng không Ukraine tuyên bố bắn hạ hoặc làm chạy hướng 20 tên lửa hành trình cùng 39 UAV Nga. Tuy nhiên, họ đã để lọt nhiều mục tiêu, khiến một số hạ tầng quan trọng bị đánh trúng. Nhà máy điện Chipiska có công suất là 1.800 MW, cơ sở năng lượng lớn nhất tại khu vực tỉnh Kharkiv, cung cấp điện cho tỉnh này và khu vực Chekasy, Zhytomy gần như bị phá hủy hoàn toàn sau đòn tập kích. Ukraine xây dựng một lưới phòng không đa tầng kết hợp giữa các loại tên lửa phòng không tầm ngắn và tầm trung chuẩn NATO cùng các tổ hợp từ thời Liên Xô để đối phó tên lửa hành chính Nga. Ở tầm thấp, pháo phòng không tự hành Kepat do Đức viện trợ cùng một số xe tải gắn pháo phòng không cơ động đóng vai trò chủ chốt trong nỗ lực đối phó với UAV Nga. Tuy nhiên, mạng lưới này đã bộc lộ lỗ hồng khi dữ liệu vụ không kích vào ngày 11 tháng 4 mà Ukraine công bố, cho thấy toàn bộ 6 tên lửa siêu vượt âm kinh gian của Nga đều đánh trúng mục tiêu. Ba tiêm kích MiG-31K Nga sau khi phóng tên lửa đều quay về căn cứ an toàn. Nhiều kênh Telegram của Nga công bố video cho thấy ít nhất hai tên lửa dường như là mẫu KH-69 đã đánh trúng nhà máy nhiệt điện Chiponskaya, nơi cung cấp năng lượng cho khoảng một nửa quận thuộc thủ đô Kiev và vùng ngoại ô. Kh-69 là tên lửa hành trình chiến thuật, được lắp đầu đạn nhỏ, tốc độ cận âm và tầm bán kém hơn so với Kinzan, nhưng Nga nhiều khả năng đã sử dụng tiêm kích chiến thuật khai hòa chúng từ không phận Belarus ở phía Bắc, thay vì oanh tạc cơ chiến lược Tu-95MS và chiến đấu cơ hạng nặng MiG-31K, khiến lực lượng phòng không Ukraine bất ngờ và không có phương án đối phó. Truyền thông Ukraine đưa tin toàn bộ 12 tên lửa S-300 Nga cũng bay với tốc độ vượt quá khả năng đánh chặn của bất cứ loại tên lửa phòng không nào khiến Kiev không thể chặn được chúng. Mười quả trong số này đánh trúng hạ tầng điện lưới ở Kiev khiến hơn 300.000 hộ mất điện và buộc hệ thống tàu điện ngầm của thành phố phải dừng hoạt động. Hệ thống phòng không duy nhất mà Ukraine sở hữu có thể đánh chặn tên lửa siêu vượt âm Kinzhan hoặc tên lửa đạn đạo Nga là mẫu Patriot do Mỹ chế tạo, Tuy nhiên, việc toàn bộ nguồn cung vũ khí từ Mỹ bị đình trệ từ tháng 12 năm 2023 khiến Ukraine thiếu hụt nghiêm trọng đạn tên lửa Patriot. Tổng thống Volodymyr Zelensky nói vào ngày 11 tháng 4, Nga lại nhắm mục tiêu vào hạ tầng quan trọng, thành phố Kharkov và tỉnh cung tên bị tập kích tên lửa. Các cơ sở ở những tỉnh như Kiev, Zaporizhia, Odessa và Lviv cũng bị nhắm mục tiêu. Chúng tôi cần phòng không và những hỗ trợ phòng thủ khác thay vì phương Tây nhắm mắt làm ngơ và thảo luận kéo dài. Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba nói, ông cảm thấy như đang lao đầu vào tường khi cố gắng thuyết phục đồng minh, chuyển thêm cho nước này một số tổ hợp Patriot để bảo vệ không phận. Ông Kuleba nói, những biện pháp ngoại giao tử tế và thầm lặng không có tác dụng, chúng tôi đã thử mọi cách và dường như là không có gì hiệu quả. Trong phiên điều trần trước Ủy ban Quân vụ Hạ viện Mỹ vào ngày 10 tháng 4, vài giờ trước khi Nga phóng tên lửa và UAV tập kích Ukraine, trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Celeste Wallander, nhà lãnh đạo Bộ Tư lệnh châu Âu của quân đội Mỹ, Đại tướng Christopher Cavoli, nói nước này đang nỗ lực rất nhiều để hỗ trợ năng lực phòng thủ của Ukraine. Tướng Cavolia và ông Wallander cho rằng Mỹ cần làm nhiều việc hơn nữa, trong đó có giúp Ukraine phòng thủ trước các trận tập kích của Nga. Phần lớn nghị sĩ Mỹ đều đồng tình với quan điểm này. Tuy nhiên, Matthew Gaetz, nghị sĩ Cộng hòa, ủng hộ cựu Tổng thống Donald Trump đặt câu hỏi liệu hỗ trợ quân sự của Mỹ cho Ukraine có khôn ngoan hay không trong bối cảnh nước này có thể không bao giờ giành lại được vùng Donbass và bán đảo Crimea như mục tiêu mà họ đã đề ra. Gaetz cho rằng việc tăng hỗ trợ quân sự cho Ukraine sẽ đẩy Mỹ vào một cuộc xung đột không hồi kết mới. Các quan chức chính quyền Mỹ nhiều lần tuyên bố nước này không có ý định triển khai quân đến Ukraine tham chiến. Tướng Cavoli nói binh sĩ Ukraine chịu trách nhiệm hoàn toàn trong việc bảo vệ đất nước, nhưng họ cần vũ khí hiện đại. Nghị sĩ KS nhận định việc chuyển tiêm kích M-16 e tới Ukraine là một ví dụ cho thấy viện trợ quân sự lãng phí và không hiệu quả mà Mỹ dành cho nước này. Liên minh các quốc gia gồm Anh, Bỉ, Đan Mạch, Hà Lan và Romania đang lên kế hoạch chuyển 42 tiêm kích F-16 tới Ukraine, cũng như huấn luyện phi công và kỹ thuật viên cho nước này. Tuy nhiên, số tiêm kích này chỉ có thể đến Ukraine sớm nhất vào cuối năm và được đánh giá là khó có thể giúp Kiev thay đổi cục diện chiến trường. Điện Kremlin hôm 11 tháng 4 cho biết không thể đánh giá về kế hoạch chấm dứt xung đột giữa Nga và Ukraine của cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump nếu không có thêm những thông tin chi tiết và sự xác nhận. Tờ Washington Post trong tuần này đưa tin ông Trump đang cân nhắc kế hoạch hòa bình, theo đó Ukraine sẽ nhận lại Crimea và khu vực Donbass cho Nga, đồng thời Kiev cũng vĩnh viễn không gia nhập NATO. Tuy nhiên, người phát ngôn chiến dịch tranh cử của ông Trump cho rằng đây là tin giả văn phòng báo chí điện kremlin do người phát ngôn dmitry peskov đứng đầu cho biết chúng tôi đã xem các thông tin này nhưng cho đến nay vẫn chưa có sáng kiến nào được ông donald trump công bố chính thức vì vậy không thể đưa ra đánh giá những rào cản đối với hòa bình ở Ukraine dường như không thể vượt qua. Sau hơn hai năm nổ ra xung đột, các cuộc đàm phán hòa bình bắt đầu vài giờ sau khi chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga bắt đầu ở Ukraine hồi tháng 2 năm 2022 đã sụp đổ nhanh chóng. Đến nay, không bên nào tỏ ra sẵn sàng thỏa hiệp. Đề cập đến thông tin về kế hoạch của ông Trump nói trên, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết. Ông chưa nghe được gì trực tiếp từ ông Trump và muốn mời cựu Tổng thống Mỹ đến Ukraine để tận mắt chứng kiến, cũng như đưa ra quyết định. Trong khi đó, đài CNN dẫn các nguồn tin cho hay ông Trump được cho là có kế hoạch chia các nước NATO thành hai bậc tùy theo chi tiêu quốc phòng của từng quốc gia. Nhóm thành viên chi tiêu quốc phòng dưới 2% GDP sẽ không được bảo vệ theo điều 5 về phòng thủ tập thể trong hiến trương NATO. Cũng theo nguồn tin, ông Trump muốn ép Nga và Ukraine bắt đầu đàm phán để chấm dứt các hành động quân sự. Nguồn tin này nhấn mạnh nếu Ukraine muốn tiếp tục viện trợ thì họ phải ngồi đàm phán và nếu Nga không muốn thấy Mỹ cung cấp số lượng lớn viện trợ mới cho Ukraine thì họ phải ngồi xuống. Điều đó không có nghĩa là nhượng bộ Ukraine hay nhượng bộ tất cả những đề nghị của Nga. Ông Trump từng tuyên bố có thể đàm phán một thỏa thuận hòa bình giữa Nga và Ukraine trong vòng 24 giờ nếu tái đắc cử. Tuy nhiên, ông nhiều lần từ chối công khai sẽ làm điều đó như thế nào. Hiện chưa rõ nguồn tin giấu tên này gần cũi với đội ngũ của ông Trump đến mức nào. Kênh Kedoman đưa tin, quân đội Nga tiếp tục tiến hành các cuộc tấn công lớn vào hàng loạt vị trí của Ukraine ở Chasovya. Họ đã giành được chỗ đứng trong khu vực kênh đầu, đồng thời đang phát triển đều ở cả hai bên sườn và dần dần bao vây thành phố theo hình bán nguyệt. Với chiến thuật tiền bom hậu pháo, Nga dồn dập sáng đòn hỏa lực sấm xét không ngừng nghỉ vào các vị trí của đối phương, thành phố Chasovya đang âm âm rung chuyển, khói lửa mù mịt. Một khi chiến trường đã được làm mềm, lực lượng lính dù tinh nhuệ sẽ phối hợp với bộ binh và cơ giới, ao ạt à tấn công. Mọi thứ đều chỉ ra rằng cuộc tấn công cha sắp đến thời khắc quyết định. Trong khi đó, kênh t cho biết tại Tây Bắc Mớt, lực lượng Moscow đang tiến về khu vực Canaan. Không quân và pháo binh Nga đang tập kích dữ dội vào các công trình phòng thủ và những khu tập trung quân, vũ khí trang bị của Ukraine ở Chasovya và vùng lân cận. Tại phòng tuyến Andripka, Cớt Yomovka, Ukraine đang thiết lập các bãi mìn để ngăn bước tiến của đối phương. Kênh Kedoman đưa tin lực lượng Moscow được cho là đã giành quyền kiểm soát làng Semyonovka. Nếu thông tin này được xác nhận thì tuyến phòng ngữ lâm thời của Ukraine ở phía tây Avdipka chỉ còn duy nhất làng Berdichi là chưa sụp đổ. Tuy nhiên, Nga cũng đang tiến hành những bước cuối cùng để đánh bật lực lượng đối phương ra khỏi khu định cư này Trừ trường hợp có đột biến bằng không ngôi làng này sẽ thất thủ trong ngày mai. Kênh Suri Yakamas đưa tin, ở phía bắc Abdipka, quân đội Nga tiếp tục tiến về phía đông nam Novo Kalinovo và xông vào những ngôi nhà đầu tiên của khu định cư. Các cuộc đụng độ với quân đội Ukraine đang diễn ra ở con phố đầu tiên. Kênh SGS cũng xác nhận bước tiến này của lực lượng Moscow khi cho biết các mũi xung kích đã xâm nhập vào vùng ngoại vi khu định cư này. Theo kênh thứ ba, tại khu vực Siversky, quân Nga đang tiến về phía Verne Kamensky, ở phía đông Benkodovka. Các trận chiến đang diễn ra quanh mỏ đa phấn. Dọc tuyến VMK, Bedesovo, lực lượng Moscow đang nhắm vào các vị trí của Ukraine gần cầu đường sắt. Ukrainska Pravda đưa tin báo cáo vào tối ngày 11 tháng 4 của Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết, trong 24 giờ qua, quân Nga đã tấn công theo năm hướng của mặt trận, tích cực nhất là ở Bakhmuti và Novopavlovsk, Marinka tổng cộng đã xảy ra 53 cuộc đụng độ. Bộ Tổng tham mưu khẳng định lực lượng của họ đã đẩy lùi các đợt tấn công của đối phương ở Liman, Bakhmut, Avdiivka, Novopavlos và Odekov. Ở hướng Kupians, Nga không tiến hành các hoạt động tấn công, trong khi tại Kherson, đối phương không từ bỏ ý định đánh bật các đơn vị Ukraine ra khỏi đầu cầu tàng ngạn sông Dnipro với hai cuộc tấn công vào làng Krenki, báo cáo viết. Bộ Tổng tham mưu cho biết thêm, trong ngày máy bay Ukraine đã tiến hành không kích vào 12 khu vực tập trung nhân lực, vũ khí trang bị và một hệ thống tên lửa phòng không của Nga. Các đơn vị tên lửa đã đánh trúng hai khu vực tập trung quân của đối phương. Trong cuộc phỏng vấn kênh truyền hình CBC, Thủ tướng Pháp Gabriel Attal cho biết, để duy trì an ninh của mình, liên minh châu Âu EU trước tiên phải dựa vào sức mạnh của chính mình chứ không phải vào chiếc ô an ninh của NATO. Ông nói tôi không muốn an ninh của Pháp và EU phụ thuộc vào người khác, chúng ta phải dựa chủ yếu vào chính mình, chúng ta cần một vị cứu tinh thứ hai. Vâng, có NATO, chúng ta cũng cần cải thiện chính sách an ninh của EU để có một vị cứu tinh cao cấp. Thủ tướng Pháp lưu ý rằng ông không muốn an ninh những lựa chọn của chúng tôi, khả năng hỗ trợ Ukraine của chúng tôi phụ thuộc vào một cuộc bỏ phiếu trên Đại Tây Dương. Ông Attan không bình luận về những hậu quả có thể xảy ra nếu ông Donald Trump tái đắc cử tổng thống Mỹ đối với an ninh tập thể của NATO. Tôi không muốn can thiệp vào các cuộc bầu cử này, nhưng tôi sẽ nói rằng chúng ta ở EU nên giải quyết vấn đề của mình. Chúng ta cần chủ quyền của châu Âu, ngân sách quốc phòng và chính sách quốc phòng của châu Âu. Pháp từ lâu đã ủng hộ việc thành lập lực lượng vũ trang châu Âu và ngân sách quốc phòng chung của EU, nhưng một số thành viên EU khác không nhất trí với ý tưởng này. Đài tiếng nói Hoa Kỳ VOA cho biết tại phiên điều trần của Ủy ban Quân vụ Hạ viện Mỹ, tư lệnh các lực lượng đồng minh của NATO ở châu Âu, tướng Christopher Cavoli tin rằng việc cung cấp sự hỗ trợ cần thiết, chủ yếu là đạn pháo, là chìa khóa dẫn đến chiến thắng của Ukraine trong cuộc xung đột ngày càng có dấu hiệu cạnh tranh giữa các tổ hợp công nghiệp quân sự của đối thủ. Theo ông, tình hình chiến sự ở Ukraine đã ở mức độ nghiêm trọng bởi Kiev gần như là hoàn toàn phụ thuộc vào sự hỗ trợ từ bên ngoài để tiếp tục cuộc chiến đấu nếu mỹ rút lại sự hỗ trợ ukraine có thể thua ông cavoli tin rằng nga đặt ra mối đe dọa thường xuyên đối với mỹ ông bày tỏ sự tin tưởng tuyệt đối rằng ukraine có thể giành chiến thắng trong cuộc chiến với mức cung cấp đạn dược đầy đủ vì người ukraine có kỹ năng và quyết tâm theo vị tướng với trình độ sản xuất phù hợp bên nào có quyết tâm cao sẽ giành chiến thắng và đó sẽ là ukraine Ukraine hiện gần như phụ thuộc hoàn toàn vào Mỹ trong việc sản xuất và cung cấp đạn 155mm. Bên cạnh một số công nghệ quân sự quan trọng khác, ông cho biết sản xuất của châu Âu vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu, mặc dù có tăng trưởng dần dần và được đầu tư để đẩy nhanh tốc độ này. Trong khi đó, các nước châu Âu khác đã chuyển cho Ukraine toàn bộ hoặc gần như toàn bộ số vũ khí họ có. Các nước Đông Âu đã dốc túi cho Ukraine, một số nước đã đưa 100% những gì họ có vào một hạng mục nhất định. European Pravda đưa tin, đại sứ Mỹ tại Ukraine, Bridget Gatbring cho biết Mỹ đã ký một thỏa thuận vào ngày 11 tháng 4 để cung cấp cho Ukraine 138 triệu đô la Mỹ nhằm hiện đại hóa vấn đề phòng không của nước này. Bà nói: "Hôm nay chúng tôi đã ký một thỏa thuận cung cấp cho Ukraine 138 triệu đô la Mỹ để hiện đại hóa các hệ thống phòng không. Đồng thời cho biết thêm rằng số tiền này sẽ giúp duy trì hiệu quả của hệ thống phòng không Ukraine trong bối cảnh các cuộc tấn công đang diễn ra của Nga vào mạng lưới năng lượng của nước này." Ukraine Pravda đưa tin, đại diện cấp cao phụ trách chính sách an ninh và đối ngoại của Liên minh châu Âu EU, Jobs Borrell cho biết, ông mong đợi những quyết định táo bạo dành cho Ukraine từ cuộc họp chung của các bộ trưởng ngoại giao và quốc phòng EU vào ngày 22 tháng 4, đặc biệt là về việc tăng cường hỗ trợ quân sự cho Ukraine. Ông nói, chỉ lời nói thôi sẽ không ngăn cản được ông Putin, chúng ta phải cung cấp thêm hỗ trợ quân sự. Hôm nay tôi đã viết thư cho các bộ trưởng ngoại giao và quốc phòng EU trước cuộc họp của Hội đồng Ngoại giao vào ngày 22 tháng 4 chúng ta phải tăng tốc và mở rộng hỗ trợ quân sự cho Ukraine. Ông nói thêm rằng EU nên cung cấp cho Ukraine các hệ thống phòng không để đánh chặn tên lửa Nga, bảo vệ các thành phố và cơ sở hạ tầng quan trọng. Ông Borel cam kết Ukraine cần các tổ hợp tên lửa phòng không. Chúng tôi đang thực hiện rất nhiều, có 31 tỷ euro viện trợ quân sự cho Ukraine và chúng tôi đang hỗ trợ ngành công nghiệp quốc phòng của mình tăng cường sản xuất tên lửa và đạn dược ở châu Âu. Chúng tôi sẽ làm nhiều hơn nữa. Ông nói thêm, tôi mong đợi những quyết định táo bạo tại cuộc họp chung của các bộ trưởng ngoại giao và quốc phòng EU vào ngày 22 tháng 4 tới. Với Ngoại trưởng Ukraine Dmitry Kuleba và Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Dostoyev Umerov, EU sẽ hỗ trợ Kiev bằng tất cả khả năng của mình. Adopin đã đưa tin tại cuộc gặp với Tổng thống Volodymyr Zelensky ở Vilnius, Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda đã thảo luận về việc chuyển giao tên lửa cho hệ thống phòng không của Liên Xô cho Ukraine. Cuộc thảo luận ở Vilnius diễn ra vào thời điểm một cuộc tấn công tên lửa quy mô lớn của Nga đã phá hủy nhà máy nhận điện Chipinska ở khu vực Kiev. Ông Duda nói, hôm nay trong cuộc gặp song phương, chúng tôi đã nói chuyện với Tổng thống Zelensky về một số biện pháp. Ngoài ra, còn có tên lửa từ thời Liên Xô, chúng nằm trong kho dự trữ của Ba Lan. Chúng tôi đã thảo luận về việc triển khai chúng để tăng cường hệ thống phòng thủ tên lửa của Ukraine. Tôi sẽ tiếp tục nói về chủ đề này với Bộ trưởng Bộ Quốc phòng khi tôi trở lại Warsaw. Tổng thống Zelensky cho biết ông đã thông báo cho người đồng cấp Duda về các cuộc tấn công bằng tên lửa ban đêm vào các cơ sở năng lượng và tình hình khó khăn ở Kharkov, nhấn mạnh rằng Ukraine rất cần sự hỗ trợ ngày càng tăng từ các đối tác, chủ yếu là phòng không. Kajib Independent đưa tin, người đứng đầu chính quyền Mykolaiv, ông Oleksandr Senkevich, cho biết các cuộc tấn công của Nga vào thành phố Mykolaiv ở miền Nam đã gây thiệt hại ít nhất là 2,9 tỷ đô la Mỹ. Ông Senkevich nói rằng chính quyền thành phố đã lập bản đồ tàn phá để tính toán tổng thiệt hại, nhưng con số này tăng lên mỗi ngày do các cuộc bắn phá liên tục. Ngân hàng Thế giới báo cáo vào tháng 2 rằng chi phí ước tính cho việc phục hồi và tái thiết sau chiến tranh trên toàn Ukraine đã tăng lên 486 tỷ đô la Mỹ trong khoảng thời gian 10 năm. Đan Mạch đã ưu tiên cụ thể về khôi phục Mykolaiv và khu vực xung quanh như một phần trong chính sách hỗ trợ Ukraine, dành 60% viện trợ phát triển cho khu vực. Mykolaiv có dân số trước chiến tranh là 470.000 người, nhưng hiện nằm cách tiền tuyến khoảng 60 km về phía Bắc, khiến thành phố và khu vực xung quanh trở thành mục tiêu của lực lượng Nga. Khi được Kajib Independent hỏi, liệu việc viện trợ quân sự từ phương Tây chậm lại có khiến Mykolaiv có nguy cơ bị Nga tấn công hay không? Ông Senkevich nói rằng nguồn cung cấp đạn dược và vũ khí là rất quan trọng, nhưng tài sản lớn nhất mà chúng ta đang mất đi hiện nay là con người, Ông Senkevich nói, để tạo ra một chiếc xe tăng, bạn cần từ 8 tháng đến 1 năm. Để tạo ra một đơn vị tên lửa thì bạn cần 3 tháng, nhưng để tạo ra một chiến binh Ukraine, bạn cần ít nhất là 18 năm. Ông cho rằng không một quốc gia nào có thể cung cấp nhân sự, nhưng việc viện trợ quân sự nhiều hơn có thể cứu được nhiều mạng sống ở tiền tuyến, bằng cách đảm bảo binh lính Ukraine được trang bị phù hợp. Theo Army Nation trong ngày 11 tháng 4, truyền thông Ukraine đã đăng tải đoạn video ghi lại cảnh quân đội nước này ngăn chặn một cuộc tiến công của Nga ở ngoại ô thị trấn Chasipya. Trung tâm báo chí của lữ đoàn số 67 cho biết quân đội Ukraine đã thành công ngăn chặn đợt tiến công của Nga gần Chasipya, đồng thời bắn nổ 20 xe bọc thép các loại của đối thủ. Trong thời gian vừa qua, Chasipya đã trở thành điểm nóng tại vùng Donbass khi Nga liên tục triển khai một lượng lớn xe tăng và xe bọc thép nhắm tiến vào thị trấn này. Chasipya là trung tâm hậu cần quan trọng của Ukraine, trong bối cảnh Nga đã giành quyền kiểm soát thành phố Bắc Mớt ở cách đó không xa. Để đối phó với các cuộc tiến công của Nga, quân đội Ukraine đã thiết lập một hệ thống phòng thủ nằm trên một cây cầu quan trọng ở phía nam Chasipya. Moscow đang cố gắng phá hủy cây cầu này bằng UAV mang chất nổ, nhưng Ukraine hiện vẫn đang giữ được công trình quan trọng này. Theo truyền thông Ukraine, Tổng tư lệnh Zelensky đang xem xét khả năng điều lữ đoàn xung kích Azov số 3 từ Abdiqa về tăng viện cho Yar. Bên cạnh đó là kế hoạch bổ sung thêm lực lượng từ tiền tuyến Zaporizhia. Theo Newsweek, Ukraine đang kết hợp các máy bay không người lái tấn công hạng nặng cỡ lớn, được gọi là máy bay không người lái Baba Yaga, với các máy bay không người lái UAV-FPV. Chúng bay theo cặp vào ban đêm để tạo thành một phi đội máy bay không người lái, cựu lãnh đạo Roscosmos Dmitry Rogozin cho biết trong một bài đăng trên Telegram. Rogozin nói bầu trời đêm phía trên Ukraine đầy dãy máy bay không người lái của Kiev, đồng thời cho biết thêm rằng Baba Yaga cực kỳ nguy hiểm đối với quân đội Nga. Theo chuyên gia phân tích Samuel Bendet của tổ chức nghiên cứu CNA của Mỹ, Baba Yaga là loại máy bay không người lái UAV cỡ lớn đa năng của Ukraine, thường được thiết kế dưới dạng máy bay bốn cánh, máy bay sau cánh và máy bay trực thăng. Trong khi đó, máy bay không người lái FPV cũng nhanh chóng trở thành biểu tượng cho những nỗ lực của Ukraine trong việc chế tạo máy bay không người lái. FPV có thể được sử dụng để ghi lại các video chiến trường đầy kịch tính khi các máy bay không người lái khác lao vào phía các phương tiện của Nga trước khi phát nổ hoặc được sử dụng làm công cụ trinh sát để hướng dẫn các cuộc tấn công bằng pháo binh. Ông Rogozin thừa nhận máy bay không người lái Baba Yaga của Ukraine có thể bay với tốc độ khoảng 60 km h nhưng FPV linh hoạt và nhanh hơn. Cuộc chiến tranh kéo dài hơn 25 tháng ở Ukraine đã thúc đẩy sự phát triển nhanh chóng của các loại máy bay không người lái và Kiev đã có nhiều đổi mới trong việc sử dụng công nghệ không người lái trên không, trên bộ và dưới nước. Cả hai bên tham chiến không ngừng, cố gắng giành lợi thế trong cuộc chiến máy bay không người lái, đổ nguồn lực phát triển, sản xuất hàng loạt và triển khai nhiều loại máy bay không người lái. Moscow và Kiev được cho là đã tiêu diệt hàng trăm máy bay không người lái mỗi ngày. Ông Mikhail Fedorov, Bộ trưởng chuyển đổi kỹ thuật số của Kiev, người đứng đầu các nỗ lực sử dụng máy bay không người lái của Ukraine để chống lại Nga, từng tuyên bố với Newsweek rằng đôi khi những chiếc FPV hoạt động hiệu quả bình. Tuy nhiên, máy bay không người lái hạng nặng Baba Yaga hoạt động tốt hơn trong bóng tối. Ông Bendet nói với Newsweek rằng việc phòng thủ trước các máy bay không người lái vào ban đêm khó khăn hơn nhiều, đồng thời cho biết thêm rằng Nga chưa có máy bay không người lái tương đương có thể mang cùng loại vũ khí vào ban đêm. Kích thước của Baba Yaga có nghĩa là chúng có thể mang theo lượng lớn đạn dược đe dọa lực lượng Nga. Ông Bendet nhấn mạnh, chúng tôi biết người Nga đang cố gắng chế tạo một chiếc máy bay không người lái, tương đương với chiếc máy bay không người lái này, nhưng người Ukraine đã là chuyên gia điều khiển những chiếc máy bay không người lái như vậy. Ông nói thêm rằng, việc phối hợp một máy bay không người lái hạng nhẹ để tấn công mục tiêu trước khi Baba Yaga thả chất nổ là một chiến thuật mới hiệu quả của Ukraine trong cuộc chiến này. Cuộc điện vào ngày 11 tháng 4 dẫn một phân tích của chính phủ Ukraine chỉ ra rằng việc sử dụng hàng loạt bom dẫn đường có chứa các linh kiện nước ngoài đang giúp Nga đẩy nhanh tốc độ tấn công. Kiev đánh giá hiện nay mỗi tuần Nga sử dụng tới 500 quả bom loại này ở Ukraine. Bom nổ mạnh và bom chùm được trang bị hệ thống dẫn đường UMPC với tầm bắn 40-60 km hiện được cho là mối đe dọa chính ở tiền tuyến, buộc lực lượng Ukraine phải rút lui. Vũ khí này được cho là đóng vai trò lớn trong chiến dịch của Nga tấn công và giành quyền kiểm soát thành trì Abdipka ở miền đông Ukraine. Nga kiểm soát Abdipka từ giữa tháng 2, đây được coi là bước tiến lớn nhất của Nga kể từ khi giành được bác mớt vào tháng 5 năm 2023. Các nhà phân tích Ukraine cho biết Nga chủ yếu sử dụng bom UMPC để tấn công các mục tiêu ở tiền tuyến, giảm thiểu khả năng máy bay của mình bị lực lượng phòng không Ukraine bắn hạ. Chỉ trong vòng một tuần từ ngày 26 tháng 2 đến ngày 3 tháng 3, Nga đã sử dụng hơn 500 quả bom loại này. Loại bom được thiết kế từ thời Liên Xô này đã được chuyển đổi thành bom dẫn đường bằng cách bổ sung thêm mô đun lập trình, điều chỉnh đường bay, cánh bay và hệ thống định vị vệ tinh. Không quân Nga đang chiếm ưu thế trên chiến trường những tháng gần đây trong bối cảnh phòng không Ukraine suy yếu do nguồn viện trợ của phương Tây bị đình trệ một bài báo gần đây của viện nghiên cứu chiến lược quốc tế đã cảnh báo nga đang sử dụng bom lượn cùng với các loại đạn tấn công trực tiếp với số lượng lớn để áp đảo lực lượng phòng không ukraine theo viện nghiên cứu chiến lược quốc gia thành công của loại vũ khí này một phần là nhờ phòng không của ukraine suy yếu tổ chức này chỉ ra tỷ lệ giao chiến bằng tên lửa giảm và số lượng các cuộc tấn công bằng bom lượn ngày càng tăng là dấu hiệu cho thấy sự khan hiếm của vũ khí phòng không sự thiếu hụt này một phần là do sự chậm trễ trong viện trợ châu Âu và việc trì hoãn gói viện trợ quân sự mới nhất của Mỹ, trị giá khoảng 60 tỷ đô la Mỹ. Nga phụ thuộc vào các linh kiện do nước ngoài sản xuất nhưng không gặp khó khăn gì trong việc nhập cầu chúng, bất chấp các lệnh trừng phạt của phương Tây. Báo cáo của Ukraine cho biết, trên các mẫu đạn dược mà lực lượng ép thu được bề mặt của các bộ phận điện tử, tẩy xóa, trà sát, điều này ngăn cản việc nhận dạng một số bộ phận. Tuy nhiên, các nhà phân tích đã xác định được nhiều loại công nghệ quan trọng trong bom dẫn đường được cho là đã được nhập khẩu vào Nga thông qua một số quốc gia, trong đó có Thổ Nhĩ Kỳ. Các thành phần này ban đầu được sản xuất bởi các công ty ở Mỹ, Trung Quốc và Nhật Bản, mặc dù không có bằng chứng nào cho thấy bất kỳ nhà sản xuất nào đã vi phạm lệnh trừng phạt của phương Tây áp lên Nga. Bộ Quốc phòng Nga vào ngày 11 tháng 4 công bố đoạn video cho thấy một máy bay không người lái UAV đã phá hủy một trong những xe chiến đấu bộ binh Bradley, gọi tắt là IFV mà Mỹ cung cấp cho Ukraine. Vụ tập kích được cho là diễn ra gần thành phố Avdiivka ở miền đông Ukraine. Đoạn video dài 10 giây cho thấy máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất FPV của Nga lao vào bên hông chiếc xe đang dừng dọc theo hoàng cây. Bradley là xe chiến đấu bộ binh do Mỹ phát triển vào những năm 1970 để đối phó với xe chiến đấu bộ binh của Liên Xô. Ngoài khả năng chở binh sĩ và bảo vệ cho bộ binh trên chiến trường, xe bọc thép này còn được coi là một loại sát thủ gie tăng khi được trang bị hai bệ phóng với 7 tên lửa chống tăng là TOVK. Lớp giáp của Bradley có thể chịu được hỏa lực súng máy hạng nặng của đối thủ. Chuyên gia Mark Kansian tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế, gọi tắt là CSIS, gọi Bradley là xe tăng hạng nặng, giúp tăng cường khả năng chiến đấu trên bộ cho lực lượng Ukraine. Quân đội Ukraine hồi tháng 3 xác nhận, Nga đang thử nghiệm máy bay không người lái FPV được trang bị hệ thống liên lạc tiên tiến. FPV đóng vai trò quan trọng đối với cả Moscow và Kiev trong trận chiến trên không ở Ukraine. Defense Express đưa tin, chuyên gia về thông tin liên lạc và tác chiến điện tử người Ukraine Sergei Vlas Beskretnov cho biết, Nga đã cải tiến UAV FPV giá rẻ của nước này, bổ sung thêm tính năng có thể gia tăng nguy hiểm cho phía Ukraine. Ông nói, lần đầu tiên tôi nhìn thấy video từ máy bay không người lái FPV của Nga với chức năng thị giác máy và thu thập mục tiêu tự động. Hơn nữa, nó ở chế độ chụp ảnh nhiệt. Thị giác máy là công nghệ giúp UAV có khả năng kiểm tra, xem xét và phân tích tự động dựa trên hình ảnh, từ đó đưa ra quyết định có liên quan. Theo chuyên gia Ukraine, công nghệ này của Nga vẫn còn khá thô sơ, nhưng Moscow đã bắt đầu triển khai chúng trên tiền tuyến. Mặc dù vậy, ứng dụng của công nghệ là rất đáng kể. Với nâng cấp này, người điều khiển UAV của Nga chỉ cần đưa vũ khí này lên độ cao nhất định. Sau đó, UAV của Nga có thể độc lập tấn công mục tiêu mà không cần giữ liên lạc với người điều khiển về cơ bản việc sử dụng máy bay không người lái hiện đại hóa như vậy sẽ giúp uav nga qua mặt được hệ thống tác chiến điện tử của ukraine để tự thu thập khóa mục tiêu tự xác định hướng tấn công nên các vũ khí sát thủ vô hình của kiev không thể gây nhiễu để làm nó mất kết nối với người điều khiển ngoài ra do uav đã có thể tác chiến tự động hóa hơn nên nga cũng không cần người điều khiển có quá nhiều kinh nghiệm vì nó không đòi hỏi các thao tác quá phức tạp để tiếp cận mục tiêu và tấn công theo báo cáo của Bộ Quốc phòng Nga, lực lượng đặc nhiệm trung tâm hôm 11 tháng 4 đã đạt được những bước tiến về mặt chiến thuật và đẩy lùi 8 cuộc phản công của lực lượng Ukraine gần các làng Pervomaiskoe, Novokalinovo, Novobakmutovka, Umanskoye và Berdychi. Các lực lượng Nga đã tiến công đều đạn gần Abdipka kể từ khi giành được quyền kiểm soát, thành trì kiên cố ở phía bắc Donetsk vào giữa tháng 2. Kiev đã cố gắng giữ phòng tuyến bằng cách triển khai các đơn vị dành cho cuộc tấn công bọc thép ở Zaporizhia, bao gồm lữ đoàn cơ giới 47 tinh nhuệ được trang bị khí tài của Mỹ. Các đơn vị tấn công của Moscow đã tiến đến vùng ngoại ô Chasopya, một thành phố có tính chất chiến lược quan trọng ở khu vực Donbass. Nếu họ kiểm soát thành phố này, sẽ mở ra con đường tới thành phố còn lại ở Donbass là Kramatos, Slavyansk và Konstantinovka. Giới tướng lĩnh Ukraine cũng thừa nhận tình hình rất khó khăn tại Chasopya cũng như các khu vực xung quanh. Thành phố Chasovia thành lập gắn liền với doanh nhân người Anh là John Huskies vào thế kỷ thứ 19, nổi tiếng là nơi sản xuất vật liệu chịu lửa vì nơi đây có những mỏ đất sét có chất lượng tốt. Dưới thời Liên Xô, họ đã xây dựng nhà máy sản xuất gạch chịu lửa lớn nhất thế giới, cung cấp cho tất cả các công trường xây dựng ở Donbass. Lúc thịnh vượng nhất, có khoảng 24.000 người sống ở Chasovia. Thành phố hiện biến thành pháo đài kiên cố bởi nó chính là ngã ba phòng thủ cuối cùng của Kiev trên đường tới cụm thành phố Slavyansk, Kramatorsk, Konstantinovka. Quân đội Ukraine không còn chiến hào nào nữa trên thảo nguyên, thực tế là nó không có gì để bám vào và điều này khiến Chasovya trở thành một vị trí chiến lược quan trọng trong chiến dịch tấn công mùa xuân của Nga. Một bên quyết đánh chiếm, bên còn lại thì quyết giữ, nên chắc chắn là giao tranh sẽ rất ác liệt. Việc xây dựng hệ thống phòng ngự tại Chasovia bắt đầu vào tháng 7 tới tháng 8 năm 2022 dựa trên những cơ sở còn sót lại. Vì vào thời điểm đó, thành phố này được coi là hoàn toàn ở hậu phương, sử dụng làm trung tâm vận tải, hậu cần cho lực lượng Kiev ở Bắc Mớt, hay còn gọi là Atemovs và Soledad. Sau khi Nga đánh sập hai vị trí trên, thì chính Chasovia lại trở thành tiền tuyến. Thành phố có địa hình phức tạp vì hầu hết nằm trên một ngọn đồi, Kênh đào Severiskidones Donbass được xây dựng vào những năm 1950 đi qua thành phố từ bắc xuống nam, tiểu khu Kavantan nằm ở bờ phía đông của kênh đào. Về nhà cửa trong thành phố chủ yếu là nhà dân thấp tầng, một số đường phố ở trung tâm gần hội đồng thành phố và nhà văn hóa đã bị phá hủy, có các tòa nhà tương đối cao, hầu hết là các tòa nhà 5 tầng được xây dựng dưới thời Liên Xô. Tiểu khu có nhà nhiều tầng nhất là tiểu khu Canan ở bờ phía đông kênh đào, trong đó có một ngôi nhà 9 tầng, còn được gọi là tiểu khu Novi vì nó được xây dựng từ thời Brezhnev dành cho công nhân của nhà máy bê tông cốt thép. Tòa nhà này trở thành một vị trí thuận tiện cho việc bố trí đài quan sát của Ukraine. Ngoài ra, cha bị chia thành nhiều phần bởi các khu rừng, đặc biệt đáng chú ý là cái gọi là khu rừng Đức và phần phía đông của nó, đường Stupki giáp cha sốp từ phía nam Đông Nam. Đây là một vị trí có tính chất chiến thuật quan trọng do kênh đào Severkis Donetsk Donbass trong rừng được dẫn đi ngầm bằng một đường ống, vì vậy thuận tiện cho việc vượt qua con kênh. Phần thứ hai, nơi con kênh cũng được bố trí đi ngầm, nằm đối xứng với phần đầu tiên, tức là ở phía bắc thành phố, trong khu vực làng Kalinovka. Vị trí này cũng thuận lợi cho việc vượt kênh, nhất là các phương tiện cơ giới. Hai khu vực trên được lực lượng Moscow xác định là hướng tấn công chính. Trên thực tế, kênh đào đã không còn nước kể từ năm 2014. Về cơ bản, nó là một con mương sâu, cây cỏ mọc um tùm. Nhưng ngay cả như vậy, nó cũng là một chướng ngại vật nghiêm trọng, giống như là một con hào bao quanh một lâu đài thời Trung Cổ. Kênh được lót bằng một loại bê tông cốt thép đặc biệt, chiều rộng mặt kênh từ 30 đến 40 mét, đáy từ từ 2 đến 4 mét, độ sâu từ 6 đến 30 mét theo hình thang. Mặc dù kênh không có nước, nhưng đây là hàng rào chống tăng đền hình, thậm chí còn nguy hiểm hơn khi có nước. Có một số khu công nghiệp trong thành phố, đặc biệt là nhà máy vật liệu chịu nở Chasovoyazki, một cơ sở sửa chữa nằm trong khu vực của nhà máy bê tông cốt thép trước đây, được xây dựng để phục vụ xây dựng kênh đầu. Mức độ ổn định phòng thủ của các vị trí này rất khó xác định. Không giống Mariupol, Bakhmut, Suleika hay Avdiivka ở Chasovya không có các công trình ngầm. Từ phía bắc, các mỏ đất sét trước đây tiếp giáp với khu đô thị, trong đó nổi bật là mỏ Sivanaya, Đây cũng là những vật cản khó chịu. Mặt khác, ở khu vực phía Bắc có một số điểm cao và đống xì thải. Việc giành quyền kiểm soát có thể tạo điều kiện thuận lợi cho các mũi xung kích xâm nhập vào trung tâm. Ukraine hiện bố trí các vị trí ở cả hai phía bờ kênh cũng như khu vực phía Bắc trước làng Kalinovka. Khu vực phía bên ngoài canan hiện có thể bị tấn công từ ba phía. Hiện các nhóm tiền phương của Moscow đã tiến vào đó, nhưng cho đến nay, nơi đây chủ yếu hứng chịu các cuộc tập kích hỏa lực đường không hoặc pháo binh. Hiện nay ở gia không còn dân, hầu hết các tòa nhà cao tầng đều bị hư hỏng nghiêm trọng, nhưng lực lượng Ukraine đã rút lui từ các trận địa bị đánh phá và khu rừng xung quanh về một số tòa nhà ở đó. Tại khu vực kênh đầu, lực lượng Moscow cũng có thể mất vài ngày để có thể vượt qua, sau đó sẽ di chuyển sâu hơn vào thành phố. Quân Ukraine phòng ngự tại gia ít hơn nhiều lần so với lực lượng ở Bakhmut và Avdiivka. Về cơ bản, các đơn vị này bố trí trong chiến hào và dọc theo lòng kênh đào được coi là tuyến phòng thủ chính. Hiện tại, các đơn vị đóng tại chiến hào tiền phương đã rút về khu vực kênh đào nơi được coi là tuyến phòng thủ chính với một số công trình chiến đấu. Ở làng Kalinovka và các công trình cấp nước ở phía Nam cũng được xây dựng các công trình chiến đấu. Theo đánh giá của một số chuyên gia, xét đến giá trị chiến lược của Chasovya, Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine sẽ bảo vệ vị trí này đến cùng. Trong hai tuần qua, Ukraine đã cố gắng nhanh chóng chuyển lực lượng tiếp viện cho Chasopya. Ngoài ra, họ vẫn có khả năng sử dụng nhiều UAV tự sát. Điều này cản trở đáng kể bước tiến của bộ binh nga. Một trong những hành động đáng chú ý, Ukraine có kế hoạch rút lữ đoàn xung kích Azov số 3 tinh nhuệ nhất của họ từ mặt trận Abidka về tăng viện cho Chasopya. Ngoài ra, tổng tư lệnh quân đội Ukraine, tướng Sisi, cũng có kế hoạch điều lực lượng từ mặt trận Zaporizhia về tăng cường cho Chasopya lực lượng Moscow đang tiến về phía Chasovya, chủ yếu là lính dù. Sư đoàn dù 98 Ivanovo cho biết các mũi xung kích của sư đoàn đã phá hủy trận địa tiên phương của Ukraine và tiến đến vùng ngoại ô của tiểu khu Kanan. Trung đoàn dù Kotchoma số 331 thuộc sư đoàn 98 đang di chuyển nhanh về tiểu khu Kanan, xuyên rừng, di chuyển về phía tây từ làng Ivanovskoye, Grasnoye, đồng thời tiếp cận kênh đào từ phía nam. Ở sơn phía nam, lữ đoàn xung kích đường không số 11 từ Ulan Ude vào sáng ngày 5 tháng 4 tiến thẳng qua đường Stuki đến con Canh, nơi chảy qua đường ống ngầm. Cuộc tiến công ở sơn phía nam nhanh hơn đáng kể vì không còn bất kỳ chướng ngại vật nào cho đến tuyến chiến hào gần Canh. Ở phía bắc, các vị trí của Ukraine vẫn ở khu vực Kalinovka. Đồng thời, nhiều lần lính dù Nga đã thực hiện những đột phá bất ngờ, ban đầu tưởng như là lực lượng trinh sát, nhưng trên thực tế lại trở thành đột phá toàn diện. Ngoài ra, Ukraine hoàn toàn không giữ được phòng tuyến trong rừng, điều này có thể là do tốc độ phát triển quá nhanh của đối phương. Tuy nhiên, nếu không kiểm soát được tất cả các điểm cao ở hai bên sườn, gồm làng Kalinovka và cả hai điểm giao cắt với đường cống ngầm, thì việc nói về việc tiến vào thành phố hay bất kỳ hình thức kiểm soát thành phố nào của lực lượng Moscow sẽ chẳng có ý nghĩa gì nói một cách đơn giản toàn bộ chiến dịch tấn công gia trong tương lai gần của nga sẽ phụ thuộc chính xác vào những bước tiến bên sườn trong khu vực rừng đức ở phía nam và làng kalinovka ở phía bắc nhiều khả năng trong thời gian tới tốc độ hành tiến của lính dù nga sẽ chậm lại sau những đột phá nhanh chóng gần đây điều này là tự nhiên vì sau bất kỳ bước đột phá nào cần phải dừng lại để củng cố khu vực đã chiếm đồng thời họ phải tập trung hỏa lực pháo binh và không quân để chặn các kênh tiếp tế của quân phòng thủ tại gia như vậy hỏa lực cho các mũi tấn công sẽ bị hạn chế. Vị trí phòng thủ yếu nhất của quân Ukraine dường như là tuyến phía Nam, nằm gần phần đi ngầm của kênh đầu. Đây là một khu vực rất nhỏ, theo nghĩa đen là khoảng từ 150 đến 200 mét. Một bước đột phá trong khu vực này sẽ mang lại thành công lớn cho việc kiểm soát thành phố. Mặt khác, quân Nga cũng có thể biến Chasovya thành một cái túi hay còn gọi là nồi hầm để thu hút quân Ukraine vào đây, sau đó dùng hỏa lực tiêu diệt, một chiến thuật thường thấy của họ. Theo kênh CNN vào ngày 13 tháng 4, cụ thể với Mỹ đã thấy Iran chuẩn bị tới 100 tên lửa hành trình. Tuy nhiên không rõ liệu Iran đang chuẩn bị tấn công Israel từ lãnh thổ của mình hay đang chuẩn bị ngăn chặn Israel hoặc Mỹ đáp trả trong trường hợp Iran tấn công. Động thái trên của Iran diễn ra trong bối cảnh nước này có thể sắp tấn công trả đũa Israel. Trước đó, Iran cáo buộc Israel tấn công Đại sứ quán Iran ở Damascus City vào ngày 1 tháng 4. Dù Iran muốn có một cuộc tấn công trả đũa lớn, nhưng họ cũng không muốn bị lôi kéo vào một cuộc chiến trực tiếp với Israel và Mỹ. Đó là lý do tại sao tình báo Mỹ đánh giá rằng Iran có thể sử dụng lực lượng thân Iran để tiến hành cuộc tấn công đầu tiên. Giới chức Mỹ cho rằng chắc chắn Iran sẽ tấn công trả đũa Israel và vấn đề là sớm hay muộn. Trong bối cảnh đó, một loạt quốc gia đã cảnh báo công dân tránh đi lại tới Israel, Iran và khu vực Trung Đông nói chung. Theo hãng tin AFP, trong một thông báo vào ngày 12 tháng 4, Bộ Ngoại giao Ấn Độ đã khuyên cáo công dân không nên đến Iran và Israel cho đến khi có thông báo mới, với lý do tình hình căng thẳng trong khu vực. Bộ Ngoại giao Ấn Độ nói thêm rằng công dân Ấn Độ ở hai nước này nên tuân thủ các biện pháp phòng ngừa tối đa về an toàn và hạn chế di chuyển ở mức tối thiểu. Trước đó, các quốc gia, bao gồm Mỹ và Nga, đã ban hành khuyến cáo đi lại tương tự cho nhân viên ngoại giao và công dân trong khu vực. Pháp cũng cảnh báo công dân bắt buộc hạn chế đi lại trong những ngày tới Iran, Liban, Israel và các vùng lãnh thổ Palestine. Ngoại trưởng Stefan Sejani cũng yêu cầu sơ tán thành viên gia đình của các nhà ngoại giao Pháp ở Iran và không cử công chức Pháp nào đi công tác tới các quốc gia trong danh sách. Ngày 12 tháng 4, Bộ Ngoại giao Ba Lan khuyến cáo công dân nước này không nên đến Israel, Palestine và Liban. Bộ Ngoại giao Ba Lan cảnh báo không loại trừ khả năng sẽ có leo thang đột ngột các hoạt động quân sự gây khó khăn đáng kể cho việc rời khỏi Israel, Palestine và Liban. Bộ Ngoại giao Ba Lan cũng nói rõ bất kỳ tình huống leo thang nào cũng có thể dẫn đến hạn chế đáng kể về giao thông hàng không và tắc nghẽn tại các cửa khẩu biên giới trên đất liền. Trong khi đó, hãng hàng không Lufthansa của Đức đã ra hạn lệnh đình chỉ các chuyến bay đến và đi từ thủ đô Tehran của Iran cho đến ngày 18 tháng 4 và các chuyến bay sẽ không bay qua không phận Iran trong thời gian đó. Hãng hàng không này đưa ra quyết định trên sau khi đã đánh giá cẩn thận các báo cáo phân tích an ninh của chính phủ. Bộ Ngoại giao Đức viết trong một cảnh báo đi lại mới ban hành vào ngày 12 tháng 4, trong căng thẳng hiện nay, đặc biệt là giữa Israel và Iran, không thể loại trừ khả năng các tuyến vận tải đường hàng không, đường bộ và đường biển có thể bị ảnh hưởng. Công dân Đức có nguy cơ bị bắt giữ thẩm vấn và kết án tù dài hạn. Những công dân có hai quốc tịch Iran và Đức đặc biệt dễ gặp rủi ro. Hãng hàng không Áo hiện là hãng hàng không Tây Âu cuối cùng vẫn giữ các chuyến bay tới Iran và cũng cho biết họ sẽ tạm dừng tất cả các chuyến bay từ Viên đến Tehran cho đến ngày 18 tháng 4 để đối phó với căng thẳng leo thang trong khu vực. Trước đó vào ngày 12 tháng 4, Bộ Ngoại giao Áo kêu gọi công dân nước này rời khỏi Iran. Các tuyến bay đi qua không phận Iran cũng sẽ được điều chỉnh. Sự an toàn của hành khách và phi hành đoàn của chúng tôi được ưu tiên cao nhất, hãng hàng không này cho biết trong một tuyên bố. Cổng thông tin khẩn cấp quốc gia Israel cũng đã có hướng dẫn đảm bảo an toàn gửi tới người dân trong thời gian từ 18 giờ ngày 11 tháng 4 đến 18 giờ ngày 14 tháng 4. Theo báo Politico vào ngày 11 tháng 4, Mỹ đánh giá Iran đang có sự điều chỉnh kế hoạch trả đũa Israel nhằm gửi đi thông điệp cần thiết nhưng cũng không châm ngòi một cuộc chiến khu vực khiến Washington phải can thiệp. Theo đó, các quan chức Mỹ đánh giá Iran đang có kế hoạch cho một cuộc không kích lớn hơn bình thường nhắm vào Israel, một đồng minh thân cận của Mỹ ở Trung Đông trong những ngày tới. Cuộc tấn công này có khả năng có sự kết hợp giữa tên lửa và máy bay không người lái. Báo Politico dẫn lời hai quan chức Mỹ giấu tên cho biết Cả hai quan chức này đều không tự tin rằng Iran sẽ thành công trong việc trả đuổi da đen theo cách không khiến Mỹ phải đáp trả quân sự, trong bối cảnh bất kỳ động thái tấn công nào cũng làm tăng nguy cơ xung đột lan rộng ở Trung Đông. Tuy nhiên, chính quyền của Tổng thống Mỹ Joe Biden từ lâu xác định Iran không muốn làm lan rộng hơn nữa khủng hoảng ở khu vực. Vì vậy, các quan chức Mỹ cho rằng đây là điều đang gây tác động đến kế hoạch trả đuổi xa đen của Iran. Một quan chức trả lời báo Politico cho biết Mỹ dự đoán Iran sẽ có hành động trong những ngày sắp tới, sớm nhất là vào cuối tuần này. Quan chức còn lại cho rằng Iran đang nỗ lực tính toán kế hoạch để họ không đánh quá tay. Bên cạnh đó, nguồn tin của Politico cũng cho biết Mỹ đang gửi các thông điệp trực tiếp đến Iran thông qua các kênh đã được thiết lập, chủ yếu là để đảm bảo dù bất kỳ cuộc tấn công nào xảy ra đều sẽ không làm gia tăng căng thẳng ở Trung Đông. Ngày 11 tháng 4, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Matthew Miller cho biết Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken trong tuần này đã có thảo luận với các quan chức cấp cao của Thổ Nhĩ Kỳ, Trung Quốc và Saudi Ả Đập, đề nghị họ cảnh báo Iran không làm nghiêm trọng hơn cuộc khủng hoảng. Ông Miller nói Mỹ cũng thúc đẩy các đồng minh châu Âu và nhiều đối tác gửi đến Iran thông điệp các diễn biến leo thang sẽ không có lợi cho Iran, không có lợi cho khu vực, cũng như không có lợi cho thế giới. Trước đó vào ngày 1 tháng 4, một vụ không kích nghi do Israel thực hiện nhắm vào khu đại sứ quán Iran tại Syria đã giết chết 7 sĩ quan Iran. Sau đó, Iran khẳng định sẽ trả đũa Israel.